Mày quẩy đòn đi. Ủa sao chịu rồi? Cái con mặt đàn bà. Mày ơi, cái con anh ơi, cái này đập đầu đó. Cương à? Đừng có làm như vậy, để chị đã sắp mày ơi. Cái đòn có bay lớn nè. Mày suốt ngày mày đập hết cái bể hết cái chỗ này bể hết chỗ kia. Cái đồ. Cái mặt cái đâu phải là tiền em đâu. Dạ. Đâu phải tiền em đâu. Em xót giùm chị. Thôi đi. Trong đòn em xót giùm. Thôi đi. Chị vô phải. Thôi. Vòng loại 20.000 đồng. Quý vị vui lòng thương tình ủng hộ giùm cho em mỗi người một tờ lá vé nha quý vị. Dạ đúng rồi. Minh ơi, hồi nào giờ chị đứng sân khấu chị chưa tâm sự với em. Sao chị? Em có dự định em lấy vợ không? Em lấy vợ rồi. Em lấy vợ rồi hả? Ờ. Vợ em là trai hay gái? Dạ vợ em ô môi. Vợ em ô môi. Ô môi. Vậy là chỉ có chị Hương Nga thôi. Ủa chị, ủa chị Hương Nga là vợ chị mà. Không, bà cũng lấy bậy. Bây giờ quý vị ơi, trở lại những cái đẹp chúng em đang phục vụ cho quý vị qua những tấm vé cuối tay. Thì mong quý vị thương tình ủng hộ giùm cho chúng em những tấm vé là 20.000 đồng một lát nữa. Thú gái của mẹ ơi. Thú nhận chiếc bình minh. Thú nhận chiếc bình minh. Rồi, hết chứ chưa? Hết chứ con. Ủa con cười con khóc vậy? Mày nhìn khán giả coi. Nè, nhìn khán giả. Ôi kìa. Trời ơi là trời quý vị. Lâu lâu mới được á. Đây là con gái của em nè quý vị. Đó cái con Nga này là con Hô Tiểu Phi. Mà quý vị biết tại sao mà em là Hồ Nguyễn mà tại sao em đặt tên con em là Hồ Hô không? Sao vậy? Tại sao? Tại vì đặc biệt ba nó phải là Hồ Hô. À, mà đặc biệt em dựa vô hình nền mà em đặt họ. Ủa kỳ vậy? Tại cái mỏ nó Hô. Em lấy cái từ vô đó là em lấy cái tên thành cái họ của nó luôn. Vậy ba đó là họ gì? Ba nó đó hả chị? Là họ gì? Họ ba cái... nó là ba nó mang họ gì? À ba... Họ Chí Hùng, họ bà nội mày. Không mất dạy. Ai mà họ Chí Hùng? À, ba nói họ thiệt là chị biết họ gì không? Họ gì? Khỉ lai chó. Rồi, xong chưa con gái của mẹ ơi. Mày mất ơi, mày hổ ơi. Lần nào hổ nó cũng nạt nội không. Nếu mà đứa con đó hổng hổn, đứa đó nó bị khùng thiệt. Đúng rồi. Cho nên nó đây đây nè. Cụ Phụng hỏi nó đàng hoàng đi cụ Phụng. Hỏi con ơi, con hết chứ chưa? Dạ chưa, thấy ông vậy mất dạy không? Mất dạy. Người ta, người ta đàng hoàng vậy mà nói con ta mất dạy. Nè, không nhiều khi em nói chuyện hay nạt nộ á. Quê nó giận. Rồi. Nó nói đàng hoàng. Con gái của mẹ ơi, con hết vé chưa vậy? Ông liền trả lời. Trời ơi là trời. Mẹ, mẹ đang nói chuyện đàng hoàng với con đó. Con gái ơi, con hết vé chưa vậy? Trời ơi, cũng không thay đổi được gì nha. Ha, bây giờ là mình đã rồi. Con ơi, con hết vé chưa vậy? Rồi hả? Con hết vé rồi phải không con? Nè, nè. Sao chị? Bạo lực à giờ, trời, em bé thiếu nhi đồ là ở tù đó nha. Không chị, em nói thiệt với chị nha. Này tại trên sân khấu em nói thẳng luôn. Thiệt, nó là con em. Nó lớn hơn em 3 tuổi đó. Rồi, ngay từ bây giờ quý vị đã có vé trên tay tập trung dành sáng mắt về chương trình chuẩn bị. Yeah, see. Đập hết nghiệp tất cả. Mày quẩy đồ này hết đi. Bà nội.
thì mình lên mình đập đi. Trời ơi, đại trời. Mày quậy đòn đi. Ủa sao chịu rồi? Cái con mặt đàn bà. Mày ơi, cái con đánh nó như cái này đập đầu đó. Cương, đừng có làm như vậy, để chị đã sắp mày ơi. Cái đòn có bay lớn à. Mày suốt ngày mày đập hết cái bể hết cái chỗ này bể hết chỗ kia. Cái đồ. Cái mặt cái đâu phải là tiền em đâu. Dạ. Đâu phải tiền em đâu. Em xót giùm chị. Thôi đi. Trong đòn em xót giùm. Thôi đi. Chị giùm ai. Thôi đi. Đòn này không đủ khổ sao chị phụ. Trời ơi là trời. Trời ơi là trời. Từ cái vô kịch. Cái số mặt đâu ơi. Vô đi vô đi. Dài của gì khoan hồ chẻ nhạc tiếng nó ca ghế nó thành đọc luôn. 50 giờ điểm kêu qua 50 có 1 35 35 có 2 24 24 có 3 14 14 có 4. Dạ chị ơi chị đứng đây nè. Dòng loại này thì chị không nhận 1 triệu thì chị sẽ nhận qua một cái tấm voucher trị giá 35 triệu hoặc 40 triệu để cái tấm voucher đó là ở đâu? À đang nâng ngực thẩm mỹ á chị. Em chọn cái nào có hai phần quà. Em khuyên thì gần Tết mình nâng ngực thẩm mỹ cho nó đẹp. Anh lấy chiều hả? Rồi. Ok. Gai qua đằng sau dùng cho Cát Thiên ha. Rồi ngay từ bây giờ những cái đẹp chúng em đang hoạt động những tấm vé bên dưới đó quý chị là 20.000 đồng của Mi Như Cụ. Một quý chị nhanh gọn lẹ để chúng em quay lòng cầu nhận số phục vụ chúng quý vị cho chồng về trong tối ngày hôm nay. Nếu mà chương trình hợp lệ chúng em sẽ đưa ra một cái dòng loại đặc biệt để làm hài lòng đến quý vị trong tối ngày hôm nay thêm lần nữa. Năm phương vàng sẽ thuộc về ai thì dòng loại khi nào có chúng em sẽ thông báo phục vụ cho quý vị. Còn những cái đẹp chúng em đang hoạt động 20.000 đồng muốn có hợp lệ như quý vị đó mua vé đi cô gái mới vừa quậm của Hương Nam 1 triệu bạc định quẻ hay gì đó. Anh và em bay chờ như vừa chân lý. Anh và em.
gì ra đâu mà khác nhau. Có khác gì em mời vô, mời vô. Con số đầu tiên, số đầu tiên. Yeah.
hay không thì cũng là do cái vía của chị. Cái số chị kêu không có được. Ủa, mọi người đi 30 giao thừa đi viếng chùa hả? Trời ơi, quá trời kinh rồi. 4 người rồi, còn ai nữa không quý vị? Còn ai nữa không? Mình lên đây đi, mình chơi hầm bà lằng xíu ngầu luôn nè. Rồi, bây giờ cho em mượn ha. 20. Số 20 gì điểm kết qua? 20 có 1. 37. 37 có 2. 43. 43 có 3. 14. 14, đầy đủ hợp lệ. Và trước khi dò người thứ hai thì em xin nhắc nhở quý chị là dòng loại sau là dòng loại 20.000 đồng và y như cũ. Mong quý chị tham gia tham dự nha. Đây tấm vé hợp lệ, em mượn của chủ nhân thứ hai ha. 20, 37, 44. 44 có 3. Số 8, đầy đủ hợp lệ. Và tấm vé này cũng hợp lệ đây, cục vàng cho các thí mượn nha. 20, 34. 34 có 2. 14 số 8. 14 có 3, số 8 đầy đủ. Rồi, hợp lệ tấm vé thứ 3. Rồi 20, 34, 14 số 3. Số 3 có đủ. Và những tấm vé này hợp lệ, quý vị không tin tưởng, cứ việc là đây ở gần ở xa kiểm tra dùm cho các thi mang ơn rất là nhiều quý vị. Và các thi sẽ xé tấm vé mất quyền lợi kiểm tra trong tối ngày hôm nay. Và bây giờ bốn chủ nhân mình may mắn rồi, phong bao lì xì chỉ có 1 triệu thôi, thì bây giờ mình sẽ chia đều ra cho bốn người cho nó dễ dò và dễ chơi luôn ha. Rồi một người sẽ nhận qua một cái phong bao lì xì trị giá 250.000 đồng. Gia đình mình qua bên cánh tay trái đây đó, rồi rõ ràng nha, làm ăn rất là uy tín và rõ ràng. Quý vị không tin tưởng, cứ việc lên công an phường hỏi dùm cho các thi. Rồi em cảm ơn gia đình rất là nhiều. Rồi ngay từ bây giờ quý vị ơi, mọi thắc mắc về sao mà quý vị đã cầm bao phong bao lì xì về dưới, mà mọi thắc mắc về sao chúng em không chịu trách nhiệm nữa nhé quý vị. Rồi ngay từ bây giờ, những cái đẹp chúng em đang làm của mình trái lát qua bên phải vùng má có đôi lời mời. Có đôi lời mời cũng có đôi lời cảm ơn. Tại cảnh hát lô tuần năm chúng em sẽ phục vụ cho quý vị vượt về 1-2 bài hát thôi. Chúng em sẽ sửa lồng cầu cho nhanh gọn lẹ, không để cho quý vị hao mòn lòng thèm bị chờ đợi lâu. Tại vì chúng em á tôn trọng quý vị, không để cho quý vị mà ngồi chờ đợi luôn những con số. Đặc biệt hơn nữa, những người đẹp chúng em sẽ kêu câu gian câu hò như thế nào để làm cho hài lòng được quý vị trong tối ngày hôm nay. Còn ngay từ bây giờ cũng không để sân khấu bắt làm quý vị mắt về sân khấu. Xem qua hai người đẹp đã thập tự nhất sinh leo lên bậc mộ để chuyển hóa thành một người con gái hoàn toàn. Và trước khi nói về vấn đề chuyện giới thì các thi cũng xin chia sẻ sơ lược về cho quý vị. Cô ấy kia.